Vâng, chào các bạn. Chúng ta tiếp tục ôn tập chương 1 của cái sách giáo khoa hóa 8 này. Tính hóa trị. Từ bài 1 đi, làm lại từ bài 1 nhé. Phải không nhỉ? Đúng rồi. Luyện tập 2. À chưa, chưa phải ôn tập chương 1, là luyện tập 2 thôi. Rồi, ok. Luyện tập 2 là CuOH tất cả 2 lần. Phải không ta? Đúng không? CuOH tất cả 2 lần. Thì tra trong bảng hóa trị của đồng, tra trong bảng tính tan nhé. Tra trong bảng tính tan thì OH hóa trị 1. OH hóa trị 1, âm 1 đây này, là hóa trị 1. Một cái trừ đó là hóa trị 1. Là hóa trị của nhóm thì tra trong bảng tính tan, điền đến đây là 1. Cu ở đây là 1. Cho nên là lấy 2 nhân 1 này, rồi lại chia, lấy đầu nhân chân của mình, xong rồi chia cho chân của nó thì được đầu của nó. Chưa? Hoặc là đầu, hoặc là chéo đầu lên, chéo như này đó, những cái chỗ đó bằng nhau. Rồi PCN5 thì cái chỗ này á, thì hai cái này đều là phi kim, và nếu như mà lên các lớp trên nó là không có chuyện ngon ăn, là cứ cờ lo là hóa trị một đâu, mà mình sẽ phải tra bảng tuần hoàn. Bảng tuần hoàn nếu có hai phi kim là phosphor, phosphor có độ âm điện là 2,19 và clo ở thứ 17 có độ âm điện là 3,16. Độ âm điện là cái số mà theo cái hướng dẫn sử dụng cái này, độ âm điện 1,61 ở nhôm này đó. Thì giữa thằng phosphor với thằng clo, đó, phosphor thứ 15, clo đứng thứ 17. Độ âm điện phosphor là 2,19, độ âm điện clo là 3,16. Thì cái nào có độ âm điện lớn hơn là tính phi kim mạnh hơn và được lấy số oxy hóa là âm. Còn thằng nào kém hơn thì lấy số oxy hóa là dương. Thì phosphor sẽ có âm 3, dương 3 và dương 5. Còn dương 1, dương 4 trong ngoặc là không có tính. Clo thì âm 1 và dương 1, dương 3, dương 5, dương 7, dương 4 trong ngoặc không tính. Đó, nó viết ở cái dòng chấm trắng cái này. Trên clo có số xóa lớn, à có độ âm điện lớn hơn cho nên được lấy số xóa là âm, mà clo chỉ duy nhất là âm 1. Trên điền vào. Clo điền là âm 1. Rồi phosphor phải theo clo thôi. Thì sao cho tổng số xóa bằng 0 thì âm 1 nhân 5 là bằng âm 5 rồi, thì thằng này phải là dương 5. Nó là như thế đấy. Thì hóa ra phosphor đây hóa trị 5 này và clo đây hóa trị 1. Thế còn SiO2 đây cũng là hai phi kim nhưng mà vì oxy nó rất là mạnh, thường sẽ điền là trừ 2 ngay. Trừ 2 nhân 2 chân là thành tổng trừ 4, thì silic là cộng 4 bởi vì chân của silic là 1. Thì tổng dương bằng tổng âm. Còn Fe NO3 tất cả 3 lần. Thì cái NO3 này á, theo bảng tính tan thôi nhá, thì nó bằng 1, hóa trị 1. Thì cái này chân 1 thì lấy 1 nhân 3 chia cho 1 thì cái này được 3. Có những cái cách tính hả? Thì ở lớp 8 không có học. Nhưng các bạn biết là rồi đến lớp 9, lớp 10 lại phải làm. Và chúng ta không trốn được đâu. Thì ta học thì học luôn. Không là sau này không ai dạy đâu. Không ai dạy đâu. Nó khổ cái là trong cái chương trình họ không dạy đủ cho nên môn hóa thì cứ thấy nó khó. Thực ra nó không khó. Nó dễ hơn môn toán rất là nhiều. Do là các cái sách viết nó không rõ ràng. Cho biết công thức hóa học của hợp chất X với O.
và của Y với H như sau. X với O mà như này thì oxy hóa trị 2. Chân mà bằng nhau là 1, 1 thì đầu cũng sẽ bằng nhau. Oxy mà 2 thì X cũng hóa trị 2. Còn Y với H mà như này, H thì hóa trị 1. Y với H mà Y chân 1 đây thì Y hóa trị 3. Đầu của tôi là chân của anh, hai cái chéo này bằng nhau này, hất lên. À, thế bây giờ hợp chất X với Y thì sao? X với Y, họ hỏi X với Y, X hóa trị 2, Y hóa trị 3. Thế thì hất ngược lại, đầu tôi là chân của anh, thì chân của tôi là 3, chân của anh là 2. Đấy, đầu chân đầu chéo nhau, hai cái này nó chéo nhau như này. Đó. Thì chọn X3, Y2, là YD. Rồi xem cái bài 3. Hóa trị của sắt trong hợp chất. Hóa trị của sắt trong công thức hóa học F2O3 chọn không do phù hợp với công thức liên kết. Rồi, ok. Trong Fe2O3 thì sắt hóa trị mấy? Oxy luôn hóa trị 2. 2 nhân 3 bằng 6 chia 3, đây là sắt 3. Mình lấy 2 này nhân với 3 này rồi lại chia cho 2 này thì được cái đầu bên kia, hoặc là chéo đi. 2 nhân 3 hoặc là chéo được. Như vậy sắt hóa trị 3. Sắt hóa trị 3 thì ở đây là cái SO4 này này. Cả cái này là hóa trị 2. Mà chân 1, 1 như này, đầu chân bằng chân thì đầu bằng đầu, sắt đây là sắt 2. Sắt ở chỗ này á. Sắt ở chỗ này là sắt mấy? Nếu mà đóng ngoặc cả cái này vào mà chân 1, cái này chân 2 mà cái này 2 thì hóa ra sắt ở đây là 2 nhân 1 bằng 2 chia 2, sắt đây bằng 1. Không có sắt 1, công thức này là công thức sai. Ở cái chỗ này mà 2 điền đầu này là 2. 2 nhân 2 bằng 4, 4 chia 2 được 2. Thì đây là sắt 2, nhưng mà chân nó chưa tối giản, chân làm gì có 22, 22 phải tối giản về 11, cho nên không có công thức này, cũng sai. Cái công thức này thì điền đầu này là 2 là tra cho bảng tính tan đấy, SO4 hơn hóa trị 2, 2 nhân 3 bằng 6 chia 2 được 3. Cái công thức này đúng, sắt 3. Còn cái công thức này điền đầu này là 2. 2 nhân 2 bằng 4, 4 chia 3 là 4/3, ở đây thì là không có. À, công thức này cũng sai. Còn bài 4. Lập công thức hóa học của kali, bari, nhôm với bọn này, kali. Kali cứ nhìn thấy kali hóa trị 1. Trong hợp chất trực tiếp của clo với một kim loại khác nó cũng hóa trị 1 luôn. Thế 1, 1 thì chân là 1, 1 luôn. Bari là tra trong bảng tuần hoàn nó chỉ có hóa trị duy nhất là hóa trị 2. Tra bảng tuần hoàn nhé. Còn hợp chất trực tiếp của clo với kim loại thì luôn là hóa trị 1. Đổi chân đi thì thành 2. Nhôm, cả đời nhôm chỉ có hóa trị 3 thôi. Cả đời của nhôm chỉ hóa trị 3. Trong khi clo, hợp chất trực tiếp của clo với trực tiếp là nó với một kim loại khác thôi, không có chất thứ ba xen vào thì nó hóa trị 1. Đổi đi thành 3. Đó, thế còn cái gốc SO4 này viết trước là tra bảng tính tan là có hóa trị 2. Tra bảng thì nó hóa trị 2 cho nên là K mở ngoặc SO4 đóng ngoặc thì SO4 hóa trị 2, trong khi K tra bảng là hóa trị 1. SO4 tra bảng tính tan, K là tra bảng tuần hoàn, đổi chỗ đi thành 2, 1, đầu của anh là chân của tôi. BA, tra bảng tuần hoàn hóa trị 2, suốt đời 2. SO4, tra bảng tính tan, suốt đời 2. Tôi không tra nữa vì cũng không khó lắm để mà tra. Đầu bằng đầu, chân bằng chân, công thức để nguyên. Nhôm, tra bảng tuần hoàn, suốt đời 3.
duy nhất SO4 là 2, đổi chỗ cho nhau thì nó là 2, 3, là hết cái bài này, mà hết luôn cái luyện tập 2 thì phải. Về sang chương 2, phản ứng hóa học. Dấu hiệu nào để chính để nhận biết hiện tượng hóa học và hiện tượng vật lý? Hiện tượng vật lý là một chất biến đổi, có thể biến đổi từ thể rắn thành thể lỏng, thành thể hơi, nhưng mà chất vẫn cứ là chất, nó không thay đổi về chất, thay đổi về thể thôi. Thế còn về hiện tượng hóa học là nó phải có sự biến đổi về chất, biến chất này thành chất kia. Hai là trong trong số những quá trình dưới đây thì đâu là hiện tượng vật lý hóa học? Lưu huỳnh mà cháy tất cả cái gì có từ cháy là sẽ chắc chắn là hóa học. Cháy tạo ra khí khác rồi. Như vậy lưu huỳnh là chữ S, mà khí lưu huỳnh dioxit là SO2, là hai chất khác nhau. Đó là hóa học. Thủy tinh nóng chảy, nóng chảy chứ không phải là cháy. Nóng chảy nó đổi về thể, đang thể rắn thành thể lỏng thì nó vẫn là thủy tinh, cho nên là nó là hiện tượng vật lý. Trong lò nung đá vôi ấy, thì CaCO3 canxi carbonat chuyển thành CaO, trên chất này thành chất kia và CO2 nữa, cho nên là hiện tượng hóa học. Cồn bay hơi thì không, vẫn là cồn, vẫn mùi cồn đầy, nhưng cồn cháy thì sẽ là hóa học, cho nên cồn bay hơi thì vẫn là hiện tượng vật lý thôi. Đốt nến bằng nến thì làm bằng paraffin. Được, tức là paraffin là CH carbon và hydro kết lại. Thì nến chảy lỏng thấm vào bấc thì chảy ra từ chất rắn thành chất lỏng, là lúc này vẫn là hiện tượng vật lý, nó vẫn là nó. Nếu mà không đốt nữa, không làm gì nữa thì cô lại nó vẫn y như thế, không ảnh hưởng gì cả. Sau đó nến chuyển thành hơi, chuyển thành hơi cũng vẫn đang là hiện tượng vật lý, nhưng mà lúc bắt đầu cháy tạo ra CO2 và nước thì lúc đó là hiện tượng hóa học. Thế thôi. Phản ứng hóa học là gì? Chép đây, phản ứng hóa học. Phản ứng hóa học là quá trình biến đổi chất này thành chất khác. Chất nào được gọi là chất phản ứng, chất nào là chất tham gia? Chất nào là chất phản ứng, chất nào là chất tham gia? Chép ở đâu? Chịu này. Cái bảng xanh xanh này không cho học sinh nó chép ở đâu. Các bạn gõ Google đi, tôi không quan tâm đâu. Tôi thường tôi bảo chất ở trước mũi tên là chất phản ứng, còn chất ở sau mũi tên là sản phẩm, nếu mà trong một phương trình hóa học. Thế còn trên thực tế thì cũng không biết như thế nào để mà miêu tả cho nó chính xác ở Google, trên mạng ấy nha. Chứ còn ở trong sách, ví dụ nhìn trong sách thì chép ở đâu? Chịu, nhìn trong sách này chả có chỗ nào mà chép ấy. Các bạn nhìn kỹ, tôi chả nhìn thấy chỗ nào mà chép đâu. Thôi cứ quy ước là chất ở đằng trước mũi tên ấy là sản phẩm, là chất tham gia phản ứng, và đằng sau là sản phẩm. Trong quá trình phản ứng thì chất tham gia giảm dần và sản phẩm tăng dần. Vì sao nói được khi chất phản ứng chính là phân tử phản ứng, nếu là đơn chất kim loại thì nguyên tử phản ứng? Vì sao nói được? Chịu, tôi chả hiểu. Vì sao nói được? Các bạn chép ở trên mạng ấy, mấy cái trò này không quan tâm. Thì tất cả các chất đều được cấu tạo từ nguyên tử và phân tử. Trên bản chất thì là các nguyên tử nó phản ứng với nhau mới là đúng. Rồi B là trong một phản ứng xảy ra sự thay đổi gì thì các cái phân tử nó bị phá vỡ ra, và kết quả là các cái phân tử mới hoặc là nguyên tử mới được tạo thành. Theo hình 2.5 trong bài trả lời câu hỏi số lượng nguyên tử là không có thay đổi trước và sau phản ứng, vẫn là từng đấy nguyên tử thôi. Rồi ghi lại phương trình bằng chữ xảy ra cây nến cháy, ghi tên chất tham gia, chất phản ứng. Trời,
ghi tên, các bạn lên mạng mà chép bài này không cần đến tôi, trên mạng đầy. Cứ ghi bài 3 sách giáo khoa 8 trang 50 nó ra một đống. Chép vào vở bài tập các câu sau đây với đầy đủ các từ thích hợp trong khung. Trước khi cháy, chất paraffin ở thể rắn, còn khi cháy thì nó ở thể hơi. Các nguyên tử hoặc là phân tử, các phân tử paraffin phản ứng với các phân tử khí oxy. Bỏ quả trứng vào trong dung dịch axit thấy sủi bọt. Dấu hiệu là nào xảy ra phản ứng là dấu hiệu sủi bọt. Còn phương trình bằng chữ thì canxi carbonat cộng cộng với axit clohydric ra mũi tên ra canxi clorua cộng nước cộng với CO2. Khi than cháy trong không khí xảy ra phản ứng hóa học giữa than và không và oxy. Giải thích vì sao cần đập nhỏ than trước khi đưa vào bếp, sau đó dùng que châm mồi. Thì chỗ này phải hiểu về sự cháy. Sự cháy thì gồm có 3 cái nguyên nhân tạo ra sự cháy. Đó là nhiệt độ cháy, chất cháy và oxy. Đập nhỏ than ra để làm gì? Để oxy nó có thể tiếp xúc. Ví dụ để cả cục than to thì nó chỉ tiếp xúc được với vòng ngoài thôi. Nó rất là lâu và khó cháy. Đập nhỏ nó ra thì oxy nó ùa vào với mọi, tăng diện tích tiếp xúc với oxy. Thế còn phải mồi là bởi vì cục than để ở đất nó đâu có cháy đâu. Tự nhiên nó cháy thì có mà chết, trái đất này bùng cháy hết. Phải đến một nhiệt độ nào đó thì mình phải mồi đến một nhiệt độ nào đó, mình phải nhóm trước đi. Thì nó mới cháy, sau đó thì nó mới tự cháy được. Như vậy con người, người nào cũng thế nhỉ? Không tự cháy được, nó phải có người nào dạy dỗ mồi. Mồi mức độ đó, nó đã mà đã đạt đến nhiệt độ cháy thì cứ thế nó cháy thôi. Rồi thứ ba là chất cháy. Chất cháy đây là than cháy được. Chứ nếu mà chúng ta đem cái cục đá ra, chúng ta cũng mồi như thế, mồi mãi nó chả cháy đâu. Đem cái cục sắt thì nó cũng là chất cháy, nhưng mà cũng phải đến vài nghìn độ nó mới cháy. Rồi đem cục vàng ra thì có đụng đến triệu độ khi vẫn chưa cháy. Ghi lại phương trình bằng chữ nọ kia. Những cái bài này thì các bạn hộ tôi Google nhé. Google thôi, bởi vì bài nào mà các bạn Google mà không hiểu nổi thì bài đó tôi vào cuộc. Bài định luật bảo toàn khối lượng, bài này rất là đơn giản. Đó. Thôi bài này để giờ sau đi, tôi chạy một mạch luôn. Giờ mỏi mỏi rồi.